thì trang trại chú có cái chính sách hỗ trợ cho quý bà con chăn nuôi. Ví dụ như quý bà con bắt được 10 đôi đấy thì trang trại chú sẽ hỗ trợ cho quý bà con 5 đôi hoặc 10 đôi nữa để cho quý bà con chăn nuôi cái số lượng nó lớn lên một ít nữa để cho cái năng suất nó nhiều mang, hơn đấy, nó cao nhiều, hơn nữa, và cái lợi nhuận kinh tế nó mang về cho quý bà con cao hơn. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hiện tại tôi đang có mặt tại Tây Nguyên và ghé thăm trang trại chăn nuôi cày với mốc lớn nhất tại khu vực này. Và bên cạnh tôi đây là chú Cảnh, là người với gần 30 năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và phát triển những cái dòng động vật hoang dã. Thì hiện tại chú Cảnh đã sở hữu một trang trại rất là lớn, được bà con nơi đây ca tụng là người đã giúp đỡ rất là nhiều bà con trong chăn nuôi và phát triển những cái dòng động vật hoang dã này ạ. Cháu chào chú ạ. Chú chào cháu. Dạ. Chú Cảnh ơi, chú có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là về cái mô hình chăn nuôi của chú để bà con trên cả nước có thể biết đến, tìm đến chú và học hỏi cái kinh nghiệm chăn nuôi từ chú không ạ? Tôi tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Cảnh, chủ trang trại nuôi các loài động vật hoang dã, có địa chỉ ở xã Ea Cao, thành phố Buôn Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Dạ, khi mà được bà con mình giới thiệu về chú Cảnh thì thường thì như không chỉ riêng cháu mà chắc hẳn là bà con mình sẽ nghĩ ngay đến là người mà đã có 30 năm kinh nghiệm trong chăn nuôi cái con động vật hoang dã, người mà đã rất là thành công với cái mô hình này rồi, và cái con cày với mốc này thì nó lại là một cái con vật nuôi rất là giá trị. Nếu như nói là một bác mà chăn lợn nuôi đến hàng trăm hàng nghìn con thì có thể là người ta cũng vẫn rất là bình thường, vì là cái hiệu quả từ nuôi lợn thực ra là nó không cao. Nhưng mà nói đến người nuôi chồn thì người ta sẽ hình dung đến là một người đúng theo cái kiểu là người nhiều tiền thì nhìn sẽ rất là khác. Nhưng mà khi mà gặp chú Cảnh thì cháu rất là bất ngờ, vì là với gần 30 năm kinh nghiệm lộ chăn nuôi rồi và mình đã rất là thành công với con cày với mốc này rồi, nhưng mà chú Cảnh vẫn giữ được cái hình ảnh là một ông nông dân rất là chân chất như thế này ạ. Đúng rồi cháu ạ, thì không phải riêng cháu mà cũng rất nhiều quý bà con cũng đã đến với chú để tìm hiểu và bắt tay vào chăn nuôi con cày với mốc này ở các tỉnh Tây Nguyên. Thì người đầu tiên người ta bảo, người ta dần mình người ta bảo là tôi tưởng ông chủ coi như chăn nuôi các loài động vật hoang dã này nó là như thế nào, chứ trông anh cũng đúng như là ông dân. Thì chú cũng bảo hẳn với các quý bà con là tôi sinh ra là người nông dân, đấy, người trồng lúa, người chăn nuôi con lợn, con trâu, con bò, vì nó không mang lại kinh tế cho tôi kinh tế, thì tôi đã chuyển đổi cơ may của tôi đã chuyển đổi được con cày với mốc này, và tôi đã phát triển hơn 30 năm nay mà đến giờ là tôi đã phát triển được rất nhiều trang trại trên toàn quốc. Và điển hình bây giờ tôi đang ở trang trại Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột này. Đấy, thì nói thật với cháu là mình cũng vẫn là cái ông coi như là tháng đến cho cày ăn, chiều đến cũng lại cho cày ăn, rồi là chiều tối là tao hót phân cày thôi. Đấy, không phải là vì cái máu của chú là máu người nông dân và chăn nuôi con các loài động vật hoang dã này. Đấy, dạ. Chứ còn thực tế là không phải ông chủ hôm trước gì cả. Đấy. Dạ. Và đặc thù của cái nghề chăn nuôi này thì nó lại rất là khác so với những cái ngành nghề kinh doanh, đúng không ạ? Thì đúng mình rồi. Vẫn là một người chăn nuôi thì mình vẫn có cái hình ảnh của một người rất là chân chất, bản chất thật của người nông dân mình, đúng không ạ? Đúng dạ. Rồi cháu. Chú Cảnh ơi, vậy thì khi mà chú chăn nuôi cái con cày với mốc này thì trong cái quá trình mà chú chăn nuôi thì 30 năm nay thì chú thấy là cái con cày với mốc này nó khác gì so với những cái con vật nuôi khác không ạ? Thì nói đến chăn nuôi thì bà con thường sẽ nghĩ luôn đến là chăn nuôi con lợn, con gà, con trâu, con bò. Dạ. Đấy, và là an toàn nhất. Nhưng dạ. Thực tế thì không phải là thế đâu cháu ạ. Nếu mà an toàn thì đã rất nhiều người thành công và giàu vì được là con lợn, con gà, đấy, và con trâu, con bò. Thế dạ. Mà bản thân chú cũng là người đã từng chăn nuôi con lợn, cũng đã từng nghĩ là mình chăn nuôi con lợn này với số lượng nhiều sẽ là thành công, sẽ là coi như là giàu có, mà nói vui với cháu là sẽ là đại gia để lợn. Nhưng thực tế chú đã là người, và cũng không phải là riêng chú mà rất nhiều quý bà con chắc chắn rằng cũng đã phải gánh một cái nợ rất lớn. Đấy, có khi là như chú đây, chú đã từng nợ ngân hàng lên đến tiền tỷ. Đấy, chú đã nghĩ rằng là
không biết bao giờ mình mới hồn lại vốn để mình trả lại vừa lãi suất vừa tiền gốc của ngân hàng. Nhưng chính vì cái điều như vậy thì chú đã rất may mắn, chú đã phát triển được còn cày vải mốc này. Dạ. Đấy. Đúng như chú Cảnh chia sẻ thì là nói đến chăn nuôi thì bà con mình sẽ nghĩ ngay đến những cái con vật nuôi thông thường, vì là với bà con mình những cái con vật nuôi thông thường nó là an toàn, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà đúng như chú vừa có một cái nhận định là nếu mà nó mà an toàn, nó mà hiệu quả thì chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều bà con mình giàu nhờ nó rồi. Nhưng mà trên thực tế thì có nhiều người, người ta đã phải gắn cả sổ đỏ ngân hàng để mà có tiền chi trả nợ, đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Dạ. Chú Cảnh ơi, vậy thì những cái con vật nuôi thông thường thì bà con cứ nghĩ là nó an toàn như thế, nhưng mà thực tế nó lại không an toàn, thì nó tiềm ẩn những cái rủi ro như thế nào ạ? Thì chú cũng chia sẻ với cháu như thế này. Thì nhiều quý bà con cứ tưởng là nuôi con lợn, đơn giản là con lợn nó sẽ là an toàn và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho mình. Nhưng thực tế nó không an toàn vì nó tiềm ẩn là nó có cái dịch bệnh lây truyền rất lớn. Mà nó, ví dụ nó có khả năng một ngày nó sẽ, mà bản thân chú đã từng gặp rồi, một ngày có khả năng nó đã lây truyền là nó chết một loạt. Đấy, mà chú đã từng coi như ngồi để nhìn những cái bao mà chú bỏ con lợn vào những cái bao, chú nhìn thấy nó, mà đúng thực sự là chú buồn. Buồn vì mình không biết mình lấy tiền đâu để mình trả ngân hàng đây. Đây, vì không may nó dịch bệnh như vậy. Đấy, mà với số lượng của chú đầu tư vào cũng không phải là ít, tiền lên đến tới tiền tỷ. Và bây giờ mình con nhà nông mà nói đến tiền tỷ là mắc nợ tiền tỷ, thì bây giờ mình tìm cái gì, kiếm cái gì, việc gì làm để mang thu nhập 1-2 năm để thu lại cái tiền tỷ này để trả ngân hàng. Chú Cảnh ơi, vậy thì như cuộc đời chú thì rất là may mắn khi mà biết đến cái con cày vải mốc này từ khi còn rất là sớm, đúng không ạ? Và với 30 năm nay thì trong chăn nuôi cái con cày vải mốc này thì chú thấy là cái rủi ro, như cái rủi ro về dịch bệnh của cái con vật nuôi thông thường, thì cái con cày vải mốc này nó có mắc phải không ạ? Thì chú cũng chia sẻ với cháu này, với quý bà con này, đối riêng với con cày vải mốc này thì bản thân nó là nó sống ở ngoài hoang dã. Nó đã sống ngoài hoang dã thì nó đề kháng của con cày vải mốc này là nó rất khỏe, nên nó lại không bao giờ có cái dịch bệnh lây truyền như con lợn, con gà hay con trâu, con bò. Đấy, mà nó chỉ có cái bệnh, nói bảo không bệnh thì cũng không phải cho ạ, nhưng cái bệnh của con cày này là bệnh đau bụng và đi ngoài. Thì cái bệnh đau bụng và đi ngoài đấy là do ai, là không phải là do bản thân nó, mà do con người mình chăm sóc nó chưa đúng với kỹ thuật chăn nuôi. Nên là nó ăn phải những cái đồ, ví dụ như quả chuối mà quý bà con thấy nó chín mà nó nhũn ra rồi, nhưng quý bà con tiếc quá đấy, mà lại cứ tiết kiệm cho nó ăn. Dạ. Thì cũng không khác gì con người mình ăn cái cơm nguội. Cơm nguội nếu mà không thiêu thì không việc gì, nhưng thiêu ăn vào sẽ là đau bụng, đúng không cháu? Dạ. Đấy, thì là hoặc là cái ca hàng ngày thì cho ăn, thì quý bà con cũng phải đến sáng hôm sau thì quý bà con phải nhấc ra và thay ca mới vào và rửa cái ca cũ đi bằng xà phòng sạch sẽ. Đấy, rồi phơi ra nắng chẳng hạn, thì không bao giờ con cày nó sẽ đau bụng đi hả? Đấy, dạ. Những cái đấy thì là nó tuy nó rất là đơn giản nhưng quý bà con chưa nắm vững được cái kỹ thuật chăn nuôi của con loài động vật hoang dã này. Thì nó đấy, chứ còn đối với chú chăn nuôi 30 năm nay rồi thì không có cái gì gọi là con cày này nó không có một cái bệnh gì hết, rất là nhạt đơn giản, đúng đấy, và rất là đơn giản, mà lại cái hiệu quả kinh tế mang về cho trang trại chú là rất cao, đối với chú là rất cao. Bởi vì một con cày này, một con cày nái nhá, dạ, thì một năm đâu đấy nó đã mang về cho trang trại chú từ 47 đến 50 triệu đồng. Đấy, dạ, là chú đã trừ hết chi phí công chăm sóc này, công chăn nuôi này, rồi là điện đóm, thì nó mang về đấy là một cái hiệu quả rất là cao, đúng không ạ? Đúng dạ. Chú Cảnh ơi, nhưng mà cái câu hỏi mà bà con mình đặt ra ở đây đấy là như cái con lợn ấy ạ, thì ví dụ mà chăn nuôi có được thì bà con mình được đâu đấy khoảng 500, 700 đến 1 triệu là cho thấy từ một đầu lợn là đã là cao lắm rồi, đúng không ạ? Đúng vậy rồi. Thì những cái con vật nuôi giá trị nó thấp như thế mà người ta nuôi còn có những mà cái giá cả của nó còn không ổn định, nó còn bấp bênh về giá và có khi còn nuôi ra nhưng không bán được. Vậy thì như cái con cày vải mốc này, một cái con vật nuôi mà cái giá trị nó rất là cao,
như ngoài thị trường hiện nay thì chắc hẳn là bà con mình nếu mà đã đam mê với con cày bảy mốc thì sẽ biết đến cái giá trị của nó ngoài thị trường đang hơn 2 triệu một kg. Vậy thì với một cái con mang lại cái hiệu quả lên đến cả 50 triệu đồng từ một con mẹ nái sinh sản thế thôi, thì nuôi ra rồi thì bà con biết bán đi đâu ạ? Đây là cũng cái trăn trở không phải là riêng cháu nhé, Dạ. mà đây là tất cả quý bà con đang tìm hiểu và bắt tay vào chăn nuôi con cày bảy mốc này cũng rất quan tâm. Cái điều mà quý bà con quan tâm nhất là cái đầu ra. Bây giờ tôi nuôi quý bà con, rất nhiều quý bà con đến trang trại và đã từng gặp trực tiếp chú là hỏi bây giờ tôi nuôi con cày này thành công rồi, cái con thương phẩm ấy, mai tôi bán cho ai, ấy, bán đi đâu, bởi vì cái giá thành của nó là quá cao. Đấy thì như 30 năm trước nhé, chú nuôi bắt đầu chú chăn nuôi con cày bảy mốc này, nó cái con thương phẩm này nó chỉ đâu đấy nó vào coi như là 250 đến 300.000 trên 1 kg. Thế nhưng cháu thấy 30 năm về trước còn đến bây giờ, hiện tại bây giờ đấy con cày bảy mốc này chú xuất ra ngoài thị trường là nó phải là 2,4 triệu đến 2,6 triệu trên 1 kg. Thì cháu thấy rằng là 30 năm từ 250 cho đến 300 đồng trên 1 kg mà đến bây giờ là 2,4 triệu đến 2,6 triệu thì nó gấp biết bao nhiêu lần. Đấy, chú cứ cho rằng là 15 đến 20 năm tới con cày này nó xuống đến 800 đến 700.000 trên 1 kg thì quý bà con chăn nuôi vẫn có lãi hơn so gấp 10 lần đến 15 lần so với quý bà con chăn nuôi con lợn hay con trâu con bò. Đấy thì quý bà con cứ tưởng là con nhiều, quý bà con lại là vậy thì cái đầu ra nó bán cho ai. Thì đối với quý bà con mà bắt tay vào chăn nuôi thì quý bà con chỉ lo lắng rằng phải làm sao mình chăn nuôi con cày này phải phát triển được như trang trại của tôi đây, chứ quý bà con không nên lo cái đầu ra. Bởi vì trước khi quý bà con bắt con giống của trang trại của chú đây thì chú đã có cái hợp đồng bao tiêu cho quý bà con từ 5 năm cho đến 15 năm. Đấy, với cái giá bây giờ mà chú bao tiêu cho quý bà con là 2 triệu 2 đến 2 triệu 3 trên 1 kg con thương phẩm. Và trong cái thời gian tới, trang trại chú cùng với các trang trại lớn khác trên toàn quốc đang liên kết lại để coi như là xuất khẩu con thương phẩm ra thị trường nước ngoài. Chính vì vậy nên nếu quý bà con nào mà đang muốn tìm hiểu bắt tay vào chăn nuôi con cày bảy mốc này, đây là cái thời điểm vàng ngọc để quý bà con bắt tay vào chăn nuôi con cày bảy mốc này để phát triển kinh tế. Dạ, chú Cảnh ơi, vậy thì khi mà bà con mình biết đến chú là người đã có rất là nhiều cái đóng góp trong ngành chăn nuôi cái con cày bảy mốc này tại khu vực Tây Nguyên, và chú cũng đã hỗ trợ rất là nhiều bà con chăn nuôi phát triển thành công những cái con động vật hoang dã này rồi, thì cháu đang tự hỏi là không biết là những cái hỗ trợ của mình là gì khi mà mình hỗ trợ giúp đỡ bà con vậy ạ? Thì đối với quý bà con mà muốn bắt tay vào chăn nuôi con cày bảy mốc này thì cái đồng vốn của quý bà con còn đang eo hẹp thì trang trại của chú đang có cái khuyến khích hỗ trợ quý bà con chăn nuôi cái loài động vật hoang dã này. Ví dụ như quý bà con mới đang trong tay mới có đồng vốn là 100 triệu đấy, quý bà con bắt con giống của chú về chăn nuôi thì mà quý bà con muốn gọi là cùng một lúc muốn chăn nuôi cái số lượng nó nhiều nhưng cái đồng vốn của quý bà con nó đang hòn hẹp thì trang trại chú có cái chính sách hỗ trợ cho quý bà con chăn nuôi. Ví dụ như quý bà con bắt được 10 đôi đấy thì trang trại chú sẽ hỗ trợ cho quý bà con 5 đôi hoặc 10 đôi nữa để cho quý bà con chăn nuôi cái số lượng nó lớn lên một ít nữa để cho cái năng suất nó nhiều mang, hơn đấy, nó cao hơn nữa, và cái lợi nhuận kinh tế nó mang về cho quý bà con cao hơn. Dạ. Đấy, và trang trại chúng tôi sẽ được nhiều bao tiêu được nhiều con thương phẩm. Cháu cũng thay mặt bà con và thay mặt chương trình rất là cảm ơn những chia sẻ của chú Cảnh trong chương trình hôm nay ạ. Và nếu như bà con mình đang quan tâm đến mô hình chăn nuôi con cày bảy mốc, hay là bà con mình muốn chăn nuôi thêm để kiếm thêm thu nhập từ con cày bảy mốc này, thì bà con mình có thể liên hệ trực tiếp cho chú Cảnh theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại chú có địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.